Xin chào các bạn đã quay lại với CLGTR channel. Và hôm nay video này sẽ hướng dẫn các bạn tô màu tóc. Ok, nhiều bạn hỏi mình là những cái thứ như là kiểu như là chị ơi hướng dẫn em vẽ nhân vật anime thì em chán coi mấy cái kia quá rồi. Ok, vậy thì mình sẽ làm một video để cho gây hứng thú hơn với channel này. Thật sự thì mình rất là muốn dạy các bạn từ những bước cực kỳ căn bản để những bạn nào mà mới làm quen với máy tính cũng đều có thể học được và vẽ được với các chương trình vẽ trên máy tính, cũng như vẽ với Wacom hay là các bạn vẽ điện tử. Nhưng mà tùy theo sở thích các bạn thôi, tùy theo yêu cầu của bạn là nếu như các bạn có yêu cầu mình sẽ note lại đó. Quá nhiều bạn hỏi thì mình sẽ quay video về cái đó trước rồi. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ vào quay cái video tóc như thế này. Rồi, nếu như các bạn đã theo dõi bên channel tiếng Anh của mình rồi thì thật ra cái video này mình đã làm rồi. Nhưng mà có nhiều bạn nói em không hiểu chị nói cái gì hết. Nên bây giờ mình sẽ quay lại bằng tiếng Việt. Cực kỳ đơn giản luôn, các bạn có thể làm với bất kỳ phần mềm nào. Riêng cái này thì mình dùng trong MediBang Paint Pro nên là các bạn sẽ làm quen với công cụ của bên này ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ tắt cái layer tóc mà mình đã tô đi. Kiểu này á, nó rất là ạt và anime. Vì vậy nên là cái quan trọng đó là các bạn phải đi line nét. Đó, các bạn phải đi nét cái tóc này thiệt là kỹ và có nhiều chi tiết. Tức là nếu như các bạn nào mà quen đi nét tóc mà thành lớp á, thì nó càng đẹp hơn nữa và rất là dễ tô. Nếu như các bạn đi kỹ thì nó sẽ dễ tô hơn. Rồi, vậy thì mình sẽ làm một cái layer hoàn toàn mới ha. Mình sẽ dùng cái công cụ này, Fill Tool là cái công cụ để cái xô để đổ màu. Thì trong Fill Tool này ở MediBang cũng như các phần mềm khác của Nhật á, nó đã thêm một cái tính năng khá là hay, đó là Close Gap này. Các bạn chọn cái Close Gap này thì nếu như có điểm hở nó cũng tô luôn cho các bạn luôn. Tức là nó không hề bị tràn ra ngoài, nếu như nét các bạn tô bị hở mình sẽ làm cho bạn coi. Đó, như vậy ha. Rồi, nhớ nha, tạo một layer mới. Sau đó dùng Fill Tool này và nhớ bật Close Gap lên. Sau đó đổ màu. Ok, đổ ha. Rồi, mình demo vậy thôi, để cho đỡ tốn thời gian. Thì sau khi các bạn tô xong xuôi á, thì các bạn sẽ có một cái layer tóc như thế này. Mình tắt cái layer da đi để cho các bạn khỏi bị phân tâm ha. Chỉ quan tâm màu tóc thôi. Rồi, các bạn sẽ có một cái layer tóc như thế này. Sau đó các bạn sẽ tạo một layer mới. Bây giờ layer 10, chọn Clipping nè nha. Vì sao để chọn cái clipping? Nếu như các bạn nào chịu khó thì quay lại cái video mình nói về layer trong MediBang. Nó cũng như tất cả các layer ở các phần mềm vẽ khác. Cái clipping này nó phục vụ đó là nó sẽ tô ở trong cái khu vực mà layer chính. Tức là layer 8 nó tô cái gì thì layer 10 này nó khi chọn clipping á, nó sẽ nằm ở trong cái phần của layer 8 đã tô thôi. Hy vọng các bạn hiểu mình muốn nói gì ha. Thì sau đó các bạn dùng cái này. Gradient Tool. Cái này nó là giúp cho chuyển sắc độ. Thì cái Gradient Tool ở trong MediBang nó làm việc như thế nào? Thì các bạn sẽ thấy ở đây có hai ô màu, là ô thứ nhất và ô thứ hai. Thấy không? Cái ô mà có được đánh màu đỏ đây nè. Đó. Bạn chọn màu, hai màu ở đây các bạn chọn một ô là màu sáng, một ô màu tối với mình. Ví dụ đây mình đã chọn ô màu tối, sau đó các bạn click xuống dưới đây một cái nó sẽ chuyển cái ô lên ha. Thì các bạn chọn cho mình một ô màu sáng. Sau đó các bạn kéo cho mình ha, kéo làm sao để cho cái màu tối nó nằm ở dưới và màu sáng nó nằm ở phía trên. Tại sao mình lại làm như vậy? Bởi vì thông thường cái đầu của ai nó đi ra ngoài trời á, thì ánh sáng nó sẽ chiếu từ trên xuống, cho nên là cái màu tối á, cái thể hiện giống như cái bóng của cái đầu nó bị ánh sáng nó không chiếu tới, thì nó sẽ tạo cho cảm giác chân thực và 3D hơn. Còn nếu như mà trong trường hợp các bạn vẽ nhân vật mà có ánh sáng phản ngược chiếu từ dưới lên trên á, thì cái màu tối nó sẽ nằm ở trên và màu sáng nằm phía dưới. Rồi, ví dụ các bạn kéo như vậy, các bạn thấy không? Màu sáng nằm trên và màu tối nằm dưới, ok. Vậy kéo vậy ha. Đó. Sau khi các bạn kéo cái này xong rồi, các bạn tạo một layer mới cho mình. Rồi ở đây đó là layer chính. Mình đang làm việc trên layer chính luôn. Thì các bạn chọn một màu tối hơn cái màu tối mà các bạn đã chọn. Ok. Rồi, bây giờ tiếp theo các bạn sẽ dùng công cụ pen, bút pen hoặc là bút G-Pen này. Mình thích xài bút G-Pen hơn tại vì cái pen này nó không có cho mình cái độ mảnh như mình mong muốn. Tại vì có những cái nét nó rất là mảnh. Vậy bây giờ công việc rất là đơn giản, đó là các bạn kiếm những cái chỗ mà nó tối như vậy nè. Thì do cái màu nãy mình lựa màu khác, mình tắt cái layer này đi ha. Đó, các bạn tô lên. Vậy thôi. Nếu như nó không đủ tối á, các bạn kéo màu cho nó tối hơn nữa. Rồi. Đó, cái màu vô tối hơn nữa để tô làm sao để cho nó thể hiện cái độ tối của ánh sáng lên. Đó, các bạn cứ tô cho đến khi nào mà nó hết cái vị trí của bóng tối này thì thôi. Đó, này ha. Tiếp theo nữa, sau giả sử nha, tại vì mình đang làm việc ở trên cái bức tranh này nên sẵn tiện mình quay video các bạn thôi. Thì giả sử thì các bạn đã tô xong cái phần tối rồi, tức là những góc tối nào đó mà các bạn cần tô, các bạn đã tô hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạo một layer mới, đó là layer 11, tiếp tục chọn clipping nha, để nó chỉ làm việc trong cái mái tóc thôi chứ nó không có lem ra ngoài. Các bạn chọn màu sáng hơn cái màu sáng này, được chưa? Đó, mình chọn màu sáng hơn màu sáng này. Rồi giả sử mặt trời nó nằm ở phía bên này đi. Giả sử mặt trời nằm ở đây nè. Đó, nó chiếu sáng về, đúng không? Nó chiếu sáng từ góc này. Thì ở đây, ở chỗ này nè, nó sẽ có ánh sáng. Và chỗ này nè, nó không có sáng được, nó sẽ bị tối. Nên thành ra các bạn không cần lúc nào cũng phải sáng hết toàn bộ đâu. Các bạn chỉ cần sáng một góc như vậy thôi. Rồi, ngoài ra nữa là cái đầu của mình đó, nó là hình cầu nha, không phải hình tròn mà hình cầu. Rồi, bởi vì đây là hình cầu cho nên là các bạn phải biết là các bạn sẽ vẽ ánh sáng nó theo hình cầu, tức là hình tròn nó như thế này, nó sẽ cong như thế này nhé, nó cong như vậy chứ nó không có thẳng. Bởi vì để cho nhìn nó trông thực tế hơn thì các bạn sẽ vẽ cho nó cong như vậy. Bởi vì ánh sáng nó nằm ở phía này cho nên cái khu vực ở gần ánh sáng nó sẽ sáng hơn và nó sẽ giảm dần về phía bên kia. Nếu như trong trường hợp mà các bạn để ánh sáng nó nằm ở phía trước á, thì dĩ nhiên ở cái mái tóc ở phần trước thì màu nó sẽ trong sáng hơn và nó sẽ giảm dần về phía hai bên, thậm chí là hai bên có thể tối luôn. Đó. Rồi ok, các bạn hiểu như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ tạo một layer mới, lúc này là layer 11. Rồi mình chọn clipping để mình tiếp tục làm việc ở trong cái phần mái tóc thôi. Và bây giờ mình sẽ vẽ cái màu sáng này đi theo từng nét cái mái tóc như vậy. Thì tùy các bạn thôi, một số bạn có thể vẽ đơn giản kiểu như vậy. Thì nếu như các bạn thấy đẹp và phù hợp với nhân vật của mình thì các bạn vẽ. Còn nếu như không thì các bạn cũng có thể làm theo mình. Đây là cái kiểu mình hay vẽ, giống như các bạn thấy ở trong truyện tranh đó, nó có đi từng nét đơn như thế này để tạo ra cái cảm giác thật của từng sợi tóc. Đó, mình sẽ đi kiểu như vậy. Rồi. Chỗ nào mình cảm thấy nó sáng thì mình sẽ đi chỗ đó, và chỗ nào mình cảm thấy nó không cần thiết thì mình sẽ bỏ qua. Nhiều bạn sẽ hỏi mình: "Ồ, chị ơi, vậy thì biết chỗ nào mà sáng, chỗ nào mà tối?" Thì cái này mình nghĩ là các bạn nên kiếm những cái ảnh ở trên mạng và có ánh sáng mạnh á, thì các bạn tập để cảm nhận về chuyện đó. Ngoài ra nếu như các bạn có thể đi học thì tốt hơn, người ta sẽ cho các bạn học đánh bóng về các vật liệu, chất liệu các kiểu, thì lúc đó các bạn sẽ hiểu tốt hơn về cái đó. Tại vì mình thực tế là mình tự học, mình không hề có chuyên môn cho nên mình không thể nào hướng dẫn các bạn tầm bậy được. Lỡ mà hướng dẫn tầm bậy rồi các bạn thành một cái thói quen sai thì như vậy sau này sẽ ảnh hưởng đến cái kỹ năng của các bạn rất là nhiều. Rồi còn lại thì cái đó là tùy theo các bạn thôi. Rồi như vậy đó, mình sẽ thêm một số chỗ nữa cho đến khi mình cảm thấy phù hợp. Thêm một chút ở chỗ này nữa, tại vì nó sáng khúc này cho nên là rất là nhiều vị trí nó có thể đón nhận ánh sáng chỗ này nữa. Rồi ok, như vậy đã ổn. Rồi ok, ổn rồi ha. Rồi, khi các bạn làm xong các bạn nên zoom ra xa để các bạn kiểm tra lại, và có thể các bạn sẽ thêm một số nét ở một số chỗ nữa, thì có thể là chỉnh sửa này nọ vân vân. Và nếu như cái màu sắc các bạn cảm thấy nó không phù hợp thì các bạn nhấn tổ hợp Ctrl U để hiện ra cái bảng này, đó là Hue Saturation Brightness, hoặc là các bạn sẽ vào Filter, cái menu đây là chọn Hue. Đó, cái Hue Saturation Brightness này nó là để chỉnh sắc độ màu sắc của cái màu của cái layer mà các bạn đang vẽ. Đó, các bạn chọn layer nào nó sẽ chuyển đổi cái layer đó. Cái Hue này nó sẽ chuyển màu giống như các bạn chọn ở trên cái thanh tròn của cái hộp màu ở đây ha, nó sẽ chuyển hoàn toàn màu khác. Saturation này là khi chuyển về phía này nó sẽ cộng lên, nó sẽ rực hơn, và trừ đi thì nó sẽ đi về màu xám. Còn brightness thì nó cái saturation nó cũng giống như trên chỗ này, kéo qua kéo lại ha. Brightness thì nó sẽ sáng hơn và tối hơn. Đó, vậy thôi. Và khi các bạn chọn màu nó ổn rồi thì các bạn nhấn OK là được. Bây giờ mình sẽ chỉnh như cái màu mình cảm thấy nó phù hợp hơn. Mình không thích màu nó hơi rực quá, mà nó phải có một chút sắc độ thể hiện môi trường này nọ nữa. Rồi đến khi mình phù hợp mình sẽ nhấn OK. Rồi sau đó thì coi như là xong rồi đó. Đến đây thực sự là cái kiểu style này tới đây là đã xong rồi. Nhưng mà tùy theo một số bạn, các bạn có thể thích, các bạn có thể duplicate cái file do bằng cách vô layer duplicate lên hoặc nhấn Ctrl Z. Thì các bạn sẽ thấy bây giờ mình có hai layer 11 ha. Mình nhấn Ctrl T để mình transform, chỉnh lại cái này và mình tăng độ sáng của cái màu sắc này, làm cho nó rực hơn để thể hiện ánh sáng nó tốt hơn. Nhìn cho nó chi tiết hơn thôi chứ không có gì hết, hoặc là các bạn đã dừng bước ở phía trước cũng được rồi, hoặc các bạn thích thì các bạn phải làm thêm bước này nữa đó, sáng lên như vậy và nhấn OK. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó phù hợp với vị trí của nó, tại vì cái này nó không có đúng phù hợp vị trí của nó. Thì mình sẽ dùng Ctrl T và công cụ Select Tool cũng như Move Tool để di chuyển nó về vị trí phù hợp. Rồi ok, sau khi mà các bạn thấy đã ổn rồi thì các bạn đã hoàn thành bức tranh rồi, và hy vọng cái style này sẽ giúp đỡ các bạn vẽ được nhiều mái tóc đẹp hơn trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Tạm biệt.